Namo tassa. Con đem hết lòng thành kính xin quy Phật. Con đem hết lòng thành kính xin quy Phật. Con đem hết lòng thành kính xin quy Pháp. Con đem hết lòng thành kính xin quy Tăng. Con đem hết lòng thành kính xin quy Tăng. Con đem hết lòng thành kính xin quy Phật lần thứ nhì. Con đem hết lòng thành kính xin quy Phật lần thứ nhì. Con đem hết lòng thành kính xin quy Pháp lần thứ nhì. Con đem hết lòng thành kính xin quy Pháp lần thứ nhì. Con đem hết lòng thành kính xin quy Tăng lần thứ nhì. Con đem hết lòng thành kính xin quy Phật lần thứ ba. Con đem hết lòng thành kính xin quy Phật lần thứ ba. Con đem hết lòng thành kính xin quy Pháp lần thứ ba. Con đem hết lòng thành kính xin quy Pháp lần thứ ba. Con đem hết lòng thành kính xin quy Tăng lần thứ ba. Con đem hết lòng thành kính xin quy Tăng lần thứ ba. Pháp quy Tam Bảo tròn đủ chỉ có bấy nhiêu. Con xin vân giữ điều học là cố ý tránh xa sự sát sanh. Con xin vân giữ điều học là cố ý tránh xa sự sát sanh. Con xin vân giữ điều học là cố ý tránh xa sự trộm cắp. Con xin vân giữ điều học là cố ý tránh xa sự trộm cắp. Con xin vân giữ điều học là cố ý tránh xa sự tà dâm. Con xin vân giữ điều học là cố ý tránh xa sự tà dâm. Con xin vân giữ điều học là cố ý tránh xa sự nói dối. Con xin vân giữ điều học là cố ý tránh xa sự nói dối. Con xin vân giữ điều học là cố ý tránh xa sự dễ dối, uống rượu và các chất say. Con xin vân giữ điều học là cố ý tránh xa sự dễ dối, uống rượu và các chất say. Chư Phật tử sau khi thọ trì tam quy và ngũ giới rồi, hãy ráng vân giữ hành theo cho được trong sạch đến trọn đời, chẳng nên dễ vui. Các chúng sanh được sanh về cõi trời cũng nhờ giữ giới. Các chúng sanh được đầy đủ tài sản cũng nhờ giữ giới. Các chúng sanh đạt được đạo quả Niết Bàn cũng nhờ giữ giới. Bởi các cơ ấy, chư Phật tử hãy giữ gìn giới luật cho được trong sạch, đừng để lắm nhơ. Bây giờ mình sẽ học tiếp bài hồi tuần rồi, thưa quý vị. Hồi tuần rồi thì sư mới vừa xong phần già và chết. Thường thì người ta chết xong cái ta sanh liền, còn sư phải một tuần sau sư mới sanh. Thực ra thì theo Phật giáo mình á, thì khi mà chết rồi á, là mình đi tái sanh liền. Nhưng mà người trong dân gian mình á, thì cứ nghĩ là giống như mà gặp ma đồ này nọ, nói là những người đó chưa đi tái sanh, hoặc là những cái thấy những cái này thấy cái kia nói là chưa đi tái sanh. Nhưng mà thật ra là đi tái sanh rồi, nhưng mà họ sanh về những cái cõi đó, chứ không phải là nói thấy cái người đó hiện người ẩn đồ này, mình nói chúng người đó chưa tái sanh, vẫn còn lẫn quẩn trong nhà. Nhưng mà đôi khi họ làm chư thiên, họ làm ngạo quỷ, hoặc là họ làm cái gì đó trong nhà mình, cho nên họ vẫn đi tái sanh, nhưng mà họ sanh về cái cõi khổ, họ sanh về cái cõi khác. Cho nên người của mình cứ quan niệm là như vậy. Nhưng mà thật ra mình biết là khi mà mình mới vừa chấm dứt cái tâm tử của mình, mới vừa chấm dứt là bắt đầu qua cái tâm tục sinh liền. Dạ. Còn này của sư kéo hết một tuần lận. Ủa mà cái buổi này là buổi thứ mấy của cái bài kinh này ạ? Buổi thứ 8. Thường thường thì một bài kinh mình học bao nhiêu buổi? Chứ sư thấy một tuần rồi, hồi tuần rồi sư dạy có hai cái mà hết một buổi, sư thấy lâu quá. Nên mốt mà mình học biết chừng nào mới hết 152 bài nữa. Ở đó ở chùa Siêu Lý á, dạy á, thì một tuần là một bài. Một tuần một bài, nhưng mà một bài vậy là một vị giảng, giống như tuần này thì vị này, tuần sau vị khác vậy đó. Cứ hết 152 bài biết là phải 3 năm rưỡi á. Tại vì trong một năm á, là nhiều khi dân y nghỉ nè, hoặc là Tết nghỉ nè,
đủ thứ cái chuyện nghỉ hết trơn á, nhưng mà kéo dài nói chung là ráng lắm á là được 152 bài, là khoảng 3 năm rưỡi. Còn cái của mình biết chừng nào nữa. Của mình nó giống như cái luân hồi của mình vậy đó. Và bây giờ mình sẽ tới cái sanh. Thưa vị, thì ở trong chánh kinh đó, ngài Sariputta ngài dạy về sanh là gì? Thuộc bất kỳ hữu tình giới nào trong từng mỗi loại hữu tình, sự sanh là sanh khởi, xuất hiện, hiện diện, hiện hành các uẩn, thành tựu các xứ, như vậy gọi là sanh. Thưa vị, thì sanh ở đây mình cũng rất là dễ hiểu, đó là cái sự sinh ra, cái sự xuất hiện. Nhưng mà ở đây á, cái mà mình hiểu theo dân gian á, sự sanh ra là gì? Sanh ra có nghĩa là sanh ở trong bệnh viện á, có nghĩa là lúc mà lọt lòng chào đời mình mới gọi là sanh, đúng không? Giống như mình làm giấy khai sanh, mình làm sinh nhật, thì có nghĩa là căn cứ vào cái thời gian mà mình có mặt trong cái cuộc đời này. Nhưng mà đối với Phật giáo á, cái việc mà cái sự sanh ở đây đó là khi mà mình đã tượng hình ở trong bụng mẹ, cái thức tái sanh của mình đã gá vào trong bụng mẹ, trong bào thai, cái tâm thức đó có từ khi nào là cái đó gọi là sanh. Cho nên mới biết là trong cái luật đó là 20 tuổi mới được thọ tỳ kheo, nhưng mà Đức Phật ngài cho phép là mình được phép tính từ cái tuổi mà ở trong bụng mẹ. Như người Việt Nam mình á hay tính cái tuổi gì? Tuổi ta, tuổi Tây. Nhưng mà sư tính nói, nếu mà tính tuổi Tây á là mình 36, sư nói vậy đi, nếu mà tính tuổi ta thì 37. Tự nhiên mình già thêm một tuổi. Sư không thích tuổi Tây. Nhưng mà mình không có ở trong bụng mẹ 1 năm, mình ở trong bụng mẹ có 9 tháng hoặc là 10 tháng à. Cho nên tính như vậy á, đôi khi mình không đủ tuổi để thọ giới tỳ kheo. Cho nên là thọ giới tỳ kheo là mình phải tính là 19 tuổi 2 tháng cộng thêm 10 tháng, 19 tuổi 3 tháng đi, cộng thêm 9 tháng ở trong bụng mẹ nữa, mình mới đủ 20 tuổi. Cho nên mình tính 1 năm là không được. Dạ, cái đó là thật ra là thọ giới tỳ kheo là phải tính đúng tuổi. Nhưng thiếu tuổi, thiếu tháng là cũng không có được. Nghĩa là phải trên 20 thì mới được. Thì ở đây sư nói là như vậy để quý vị dễ hiểu, có nghĩa là ở trong Phật giáo mình là khi mà mình xuất hiện cái tâm thức ở trong cái bào thai thì cái đó gọi là sanh, chứ không phải là theo dân gian mình khi mà người mẹ sanh con ra khỏi lọt lòng mẹ mới tính là sanh. Và cái đó là dân gian. Thì cái sự sanh ở đây, cái sự tra tí ở đây á, có nghĩa là sự xuất hiện ở trong cái bụng mẹ thôi, chưa có mắt tai mũi lưỡi, chưa có các giác quan gì hết. Có nghĩa là cái tâm thức đầu tiên gá vào trong bụng mẹ. Có nghĩa là từ một cái cõi nào đó mình gá vào trong bụng mẹ, thì lúc đó trong cái thời gian đó mẹ mới vừa gọi là thụ thai đó, thì cái đó gọi là sanh, mới vừa sanh vào trong đó, chưa có đầy đủ mắt tai mũi lưỡi các giác quan. Rồi cái từ tiếp theo là sanh khởi, thì sanh khởi ở đây được giải thích là có đầy đủ mắt tai mũi lưỡi và thân, có nghĩa là đầy đủ 5 giác quan. Nghĩa là đầu tiên là chưa có vật gọi là sanh thôi, nhưng mà khi đã có đầy đủ thì gọi là sanh khởi. Thì trong cái tiến trình mà ở trong xuất hiện cái bào thai á, các vị ở trong A Tỳ Đàm các vị giải thích đó, có nghĩa là khi mà nhập thai vào trong bụng mẹ đó, có một cái tinh chất giống như một cái hạt dầu mè mà nó còn dính trên cái cọng lông của con thú, nó rất là nhỏ, rồi thì mới là phát triển ra từ từ, cứ mỗi một tuần là phát triển thêm thêm thêm, giống như cái bào thai của mình mà mình đi bác sĩ nói là có thai như 5 tuần 10 tuần vậy đó, thì cũng vậy. Các vị giải thích ví như giọt dầu mè dính trên lông của con thú, rẫy sợi lông đó 7 lần, thì mới biết một một cái cành bông của mình nhúng nước á, mình rẫy thôi, là mình rẫy 1 lần 2 lần thôi là mình muốn thấy nó khô luôn rồi. Còn còn một cái hạt dầu mè mà nó dính lên một cái cọng lông mà mình rẫy đi 7 lần thì còn cái gì ở trên đó, nhưng cái tinh chất đó nó
vào thụ thai thì người mẹ mang thai, thì cái đó gọi là cái đầu tiên của cái bào thai. Thì cái đó gọi là cái gì? Kalaba roba, có nghĩa là chất thụ thai đầu tiên trong bụng mẹ. Cái đó gọi là sanh. Cả gì? Cái này nó gì? Chưa có mắt tai mũi lưỡi gì hết. Giống như quý vị xem ở trên YouTube mà cái quá trình mà cái bào thai nó tượng hình như thế nào, qua hàng tuần, tuần 1, tuần 2, tuần 3 như thế nào, thì ở trong vi diệu pháp cũng giảng như vậy. Quý vị nhớ nha, trong cái chất đầu tiên Kalaba Roba này, cái chất thụ thai đầu tiên á, là đã có cái thức tục sinh trong đó rồi. Tục sinh từ ở cái cõi nào đó vào trong cái bào thai này rồi. Cho nên khi mà mình phá thai thì vẫn là phạm vào sát nghiệp. Tại vì cái này nó đã có bào thai rồi. Thì 7 ngày sau cái chất đó nó trở thành một cái chất nước có màu vật vợt. Rồi một tuần sau nữa thì trở thành một cái miếng thịt. Rồi một tuần sau nữa thì cái miếng thịt đó nó to lên bằng cái quả trứng gà. Rồi từ từ biết là cái miếng thịt đó nó lại phân chia ra làm 5 mắt tai đầu, thai tai, rồi hai chân đồ này nọ. Có nghĩa là có đầy đủ đầu và tứ chi. Thì bắt đầu là tiếp tục phát sanh ra là mắt tai mũi lưỡi thân. Thì cái quá trình như vậy á, đầy đủ được tứ chi, đầy đủ được các giác quan, gọi là sinh khởi, gọi là sanh khởi. Thì ở đây á, ở cái trường hợp này á, là đang nói về cái trường hợp mà gọi là thai sanh thôi. Có nghĩa là mình ở trong bụng mẹ. Chứ thật ra có nhiều loại chúng sanh giống như là hóa sanh á, họ không có nằm trong bụng mẹ mà họ tự hiện. Giống như hồi tuần rồi sư nói, khi mà mình chết ở cõi này sanh lên cõi trời á, tự mình biến thành một nam thiên tử 18 tuổi, tự mình biến thành một nữ tiên nữ 16, 18 tuổi, cứ vậy mà xuất hiện và sống hết cuộc đời của họ, rồi họ chết, họ sanh về cõi khác. Chứ họ không có đau đớn, họ cũng không có lâm bồn, họ cũng không có mang thai 9 tháng, không có mấy cái việc đó. Rồi kế tiếp là ốc canh tí xuất hiện có nghĩa là sự nhập thai, sự nhập vào bào thai gọi là xuất hiện, hoặc là sự đi đến, là nói đến cái việc mà noãn sinh và thai sinh. Noãn sinh là gì biết không? Noãn sinh là sinh ở trong trứng. Hóa sanh á, là người ta không có cái thời gian trung gian. Còn mà noãn sinh và thai sinh á, là có cái thời gian, cái quả trứng nó đầy đủ điều kiện là có mẹ ấp nè, rồi có sức nóng nè, và đầy đủ thời gian phù hợp nè. Thì ở trong thai sinh cũng vậy. Thì cái này gọi là sự xuất hiện. Rồi cái từ gọi là hiện diện là gì? Hiện diện là nói đến cho cái việc mà gọi là hóa sinh. Hóa sinh có nghĩa là mình từ cái cõi này mình tái sanh vô cõi khác, là mình hiện hữu ra có sẵn luôn. Là có nghĩa là sanh khởi một cách đột ngột á. Rồi sự hiện hành của các uẩn. Thì hiện hành của các uẩn, khi mà mình đã sanh rồi thì mình có đầy đủ các uẩn. Ở đây quý vị có bao nhiêu uẩn? 5 uẩn. Có ai có 4 uẩn không? Ở đây có ai có 4 uẩn không? Có những chúng sanh 4 uẩn nhưng mà không phải mình. Giống như cõi mình là cõi 5 uẩn. Còn mà cõi mà bây giờ cõi nào 1 uẩn? Có cõi nào 1 uẩn không? Cõi vô tưởng. Tại vì sao? Quý vị, sắc, thọ, tưởng, hành, thức. Cái sắc này á, nếu mà cõi vô sắc á, là không có sắc, thì còn lại là 4 uẩn, thọ, tưởng, hành, thức. Nhưng mà quý biết là thọ, tưởng, hành, thức này, 4 cái này luôn luôn đi chung với nhau. Thiếu một á, là mất luôn 4-3 cái còn lại. Cho nên mình nói là cõi vô tưởng thì có nghĩa là không có tưởng. Thì hiển nhiên là 3 cái còn lại mất, là mất luôn 4, là chỉ còn lại cái sắc thôi. Thì cái đó cõi đó gọi là cõi một uẩn, cõi nhất uẩn là vậy đó. Thành ra là có cõi là 5 uẩn, cõi 4 uẩn,
cõi một uẩn. Dạ. Rồi thành tựu các xứ có nghĩa là nhãn xứ, nhĩ xứ, tỷ xứ, thiệt xứ, thân xứ và ý xứ. Đó, đó. Cái đó là sáu xứ. Có nghĩa là từ cái sinh đầu tiên á là chưa hiện khởi mắt tai mũi lưỡi cho đến cái tiến trình gọi là mắt tai mũi lưỡi đầy đủ. Rồi tới quá trình gọi là thai sinh, noãn sinh, rồi quá trình gọi là hóa sinh. Cho nên ngài kể từ cái giai đoạn, cho nên ngài định nghĩa như vậy. Thì ở đây thưa quý vị, sinh ở đây á phân theo thời điểm thì có ba loại. Cái thời gian đầu tiên bắt đầu của cái sinh gọi là tái tục sinh. Tái tục có nghĩa là gì? Có nghĩa là mình sanh trở lại. Giống như một cái vòng tròn vậy đó, mình chết ở cái này và mình sanh lại cái chỗ khác. Mình sanh lại cái chỗ khác cái mình chết, cái mình sanh lại cái chỗ khác nữa, nó cứ liên tục như vậy. Thì cái quá trình mình chết từ chỗ này mình sanh lại cho chỗ khác, cái đó gọi là tái tục sinh, hoặc là mình gọi là tục sinh đó, cho dễ hiểu. Cái sự tục sinh, cái sự tái sinh của mình nó là như vậy. Thì ở đây nói về chi pháp là học về vi diệu pháp thì mình mới biết ha. Thì nói chung dễ hiểu, tái tục sinh là gì? Tục sinh có nghĩa là tái sinh qua một cái kiếp sống mới, gọi là tục sinh. Rồi bây giờ tiếp theo cái phần số, cái thời điểm thứ hai gọi là tương tục sinh. Có nghĩa là danh sách sau thời điểm tục sinh cứ nối đuôi nhau diễn tiến liên tục cho sót cuối cuộc đời. Có nghĩa là gì? Quý vị biết là khi mà mình đã tái sanh vào trong bụng mẹ rồi thì cứ ngày qua ngày, tuần qua tuần, tháng qua tháng thì cái bào thai đó nó tượng hình có đầy đủ mắt, tai, mũi, lưỡi, tứ chi vân vân. Rồi tới lúc mà nó đạp, tới lúc nó quay đầu, rồi tới lúc mà sanh ra, tới lúc mà nó lớn lên, thì cái quá trình đó nó liên tục như vậy. Thì cái đó gọi là tương tục sinh. Giống như hôm bữa sư nói, mỗi một ngày mình có, mỗi một ngày mình có 330 tỷ tế bào chết. Thì bằng với cái đó là mình có 330 tỷ tế bào nó sinh. Có nghĩa là mình cứ quân bình như vậy. Cứ mỗi một giây là mình mất 3 triệu tế bào. Sư nói ví dụ đi, 3 triệu tế bào. Rồi mình có 3 triệu tế bào nó sanh. Có nghĩa là trong cơ thể mình nó luôn là hoạt động của cái sự sanh chết, sanh già chết, sanh già chết liên tục như vậy. Thì cái tương tục sanh nó cũng vậy đó. Vì biết là cái mà tế bào chết đó, nó chết rồi nó đào thải ra. Cho nên là mỗi ngày mình phải tắm, mỗi ngày mình phải vệ sinh, chứ không là những cái tế bào chết đó nó còn lưu trên người mình thì nó sẽ tạo ra một cái mùi, tạo ra một cái dơ đồ này nọ. Hoặc là cái ung thư, cái tế bào ung thư của mình cũng vậy. Nó là một cái tế bào chết, nhưng mà nó cứ ở đó hoài, nó không chịu đào thải. Rồi nó nằm ở đó, nó làm một cái ác tính, nó cứ tan ra, vỡ ra rồi nó cứ lây chỗ này chỗ kia. Cho nên mình thấy cái sự tương tục sanh là gì? Là cái sự sanh diệt liên tục ở trong từ lúc mà mình tục sinh cho tới lúc mà hết cuộc đời. Đó là cái khoảng giữa gọi là tương tục sinh. Rồi cái cuối cùng gọi là sát na sinh. Sát na sinh là chỉ cho cái sự sanh diệt trong từng sát na. Như trong tuần rồi sư nói, một cái sát na có bao nhiêu cái sát na tiểu? Ba là sanh, trụ và diệt. Thì nó cứ sanh lên rồi nó già rồi nó chết. Nó cứ sanh lên rồi già rồi chết. Nó giống như là một cái chuỗi, hạt chuỗi mình vậy đó. Cứ một hạt chuỗi là nó có ba giai đoạn: sanh, trụ, diệt. Cứ một hạt chuỗi là sanh, trụ, diệt. Nó cứ vòng vậy đó. Nó cứ liên tục. Thành ra quý vị thấy, mình quán xét về cái chuyện này để làm gì? Mình thấy cuộc đời của mình nó là một cái chuỗi dài của những sự sanh già chết, sanh già chết, nó liên tục như vậy. Dù mình cứ là mình cứ vui theo cái này, vui theo cái kia, nhưng cuộc vui nào nó cũng tàn. Bất cứ cái sự gì nó khởi lên, nó cũng có cái lúc lụi tàn.
thì cũng vậy, cuộc đời của chúng ta cũng vậy. Chúng ta già trong từng sát na, chúng ta già trong từng hơi thở, và chúng ta đang già, đã già và sẽ già. Cái cuộc đời của chúng ta nó cứ lẫn quẩn như vậy. Thì khi mà nói về cái chủng loại á, thì ở trong kinh có phân biệt ra, là phân loại ra thành bốn chủng loại. Đầu tiên gọi là thai sanh. Thai sanh có nghĩa là sanh từ, sanh theo cái ngõ gọi là tử cung, dạ con á, là dành cho những loài người, loài vật có vú đều sanh ra từ bào thai, từ cái tử cung của người mẹ, thì cái này gọi là thai sanh. Thì ở đây là dễ hiểu rồi ha. Rồi bắt đầu tiếp theo là noãn sanh, là sự nhập thai theo dạng trứng, có nghĩa là những con gà, con vịt, những loài chim tượng hình ở trong cái quả trứng, và cái quả trứng đó nó cũng giống như cái bào thai gì đó. Thai gì là con người của mình á, là mình nằm trong cái tử cung của người mẹ, nằm trong bụng của người mẹ, thì cái này được bao bọc bởi một cái vỏ trứng, thì đủ điều kiện cái bào thai ở trong cái vỏ trứng nó phát triển ra, rồi đủ cái điều kiện thời tiết, nhiệt độ, thì cái quả trứng nó nở ra thành một cái con khủng long, thành một con gà, con vịt, con chim đồ này nọ, thì cái đó gọi là noãn sanh, có nghĩa là sanh qua ra bằng trứng. Thấp sanh. Thấp sanh là qua môi trường ẩm thấp, mà và có môi trường ẩm thấp giống như là mình thấy là con gì, con lăng quăng nè. Mình thấy đôi khi á, có những cái nước mình không có cái gì hết trơn á, nhưng mà để một thời gian là trong nước đó nó có con này con kia, nó tự sanh ra lên á, những cái con vi khuẩn rồi những cái con lăng quăng đồ, nó sống ở trong môi trường đó. Dạ, đó là thấp sanh, có nghĩa là sanh ở trong cái môi trường ẩm thấp ha. Những hạng chúng sanh này mô bé tí, giống như dòi bọ nè, dòi bọ đồ này nọ, các loài côn trùng đồ này nọ. Tiếp theo là hóa sanh. Hóa sanh có nghĩa là đột ngột sanh ra, giống như là chư thiên, những cái loài mà ngạ quỷ nè, những chúng sanh mà ở địa ngục nè, chư thiên nè, ở cõi cõi trời nè, phạm thiên nè, những cái loài đó đó, những cái loài đó đó, khi mà họ sanh là họ tự xuất hiện. Chứ thật ra mình nói là chư thiên thì hóa sanh, mình nói ok tự nhiên sanh lên đó mình được hưởng phước, nói trời ngầu địa ngục mà cũng hóa sanh nữa hả? Chứ địa ngục ai mang thai cho mình, địa ngục ai mà đẻ trứng cho mình, đau khổ cái mộ dưới đó mà đẻ, đúng không? Có nghĩa là do cái nghiệp lực, cái nghiệp ác của mình tạo, là tự mình sanh về cõi cõi đó, cái nghiệp lực nó đưa đẩy. Giống như Đề Bà Đạt Đa, quý vị nhớ không, là ông ta là mưu hại Đức Phật, giết Đức Phật, rồi cho con voi giết Phật, rồi mướn người giết Phật, rồi chia rẽ tăng đủ thứ hết. Cuối cùng ông ta chết, ông ta sanh vào, ông ta sanh thẳng xuống địa ngục. Thì ông ta ở xuống dưới, ông đâu có mẹ, đâu có cha gì đâu. Ở trên đây mình còn có cha, có mẹ, mình còn mang thai, đẻ mình ra. Chứ xuống dưới là đi cái vé máy bay thẳng xuống dưới luôn, không có cần đợi quá cảnh luôn, không có cần đợi xếp hàng gì luôn. Đó. Có nghĩa là khi mà tái sanh họ đầy đủ thân tâm và trở thành một người trưởng thành, không có trải qua cái giai đoạn bào thai, hoặc là họ không có trải qua cái giai đoạn sơ sinh, thiếu niên gì hết, họ cứ sanh thẳng vô đó. Một là hưởng dục lạc cõi trời, hoặc là cực hưởng những cái thiên lạc ở cõi phạm thiên do thiền, hoặc là hưởng đau khổ ở cõi địa ngục. Thì về cái ý nghĩa của sanh á, có bốn cái ý nghĩa. Thứ nhất về trạng thái, là trạng thái của sanh là gì? Khởi đầu của các sanh hữu. Sanh là cái trạng thái đầu tiên để mình có mặt trên cái cõi đời này, đánh dấu cái hiện hữu trên cõi đời này. Cái phận sự của sanh là gì? Chuyển giao, có nghĩa là dẫn nhập chúng sanh từ cõi này qua cái cõi khác, giống như bàn giao công việc vậy đó, hết nhiệm kỳ là bàn giao nó cho người khác vậy đó. Rồi thành tựu. Thành tựu của sanh là gì? Mất cái cũ xuất hiện cái mới.
bây giờ mình đang là người ở đây nghèo khổ, mình chết cái mình tái sanh là một chư thiên, có nghĩa là cái cũ đã mất và cái mới xuất hiện. Và cái nhân cần thiết là gì? Có danh sắc đầu tiên trong kiếp sống. Có nghĩa là cái danh sắc đầu tiên trong kiếp sống là cái sự hiện khởi, cái sự sanh xuất hiện ở trong cái kiếp đầu tiên, có nghĩa là cái sát na tục sinh nó phải có. Thì thưa quý vị, đó là sư giảng về cái phần sinh. Thì cái phần cuối của cái già chết đó, quý vị nhớ là ngày Xá Lợi Phất ngày dạy, do có tập khởi của sinh cho nên có tập khởi của già chết. Đó, thì có nghĩa là do có cái sự sinh ra cho nên mới kéo theo cái sự già và cái sự chết. Thành ra trong 12 duyên khởi đó thưa quý vị, trong thập nhị nhân duyên đó, mình nó như một cái vòng tròn vậy nè, mình bắt nguồn từ lúc cọc cái nào cũng được, mình cắt từ cái chỗ nào cũng được, chứ không phải là cứ mấy sư cứ đọc là vô minh duyên hành, hành duyên thức, thức duyên danh sắc, mình cứ nghĩ là phải diệt vô minh. Nhưng mà thực sự ra quý vị, trong cái bài kinh này ngài Xá Lợi Phất ngài đâu có nói thẳng, ngài đâu có nói gì. Giống như trước cái bài mà sư dạy là gì, về vật thực, về tứ đế, rồi về già chết sinh, đâu có nói gì về vô minh trước đâu. Cho nên mình cứ cắt đứt được cái đoạn nào, giống như một cái sợi chuỗi vậy đó, cái nào nó cũng giống nhau hết, mình cắt đứt cái đầu nào cũng được, miễn làm sao cái sợi chuỗi nó đứt ra là được. Thì cũng vậy, ngài Xá Lợi Phất ngài bắt đầu từ cái già chết. Do đâu mà có già chết? Do có sinh. Và ngài tiếp tục ngài nói, do đâu mà có sinh? Do đâu? Hữu. Và bây giờ mình tiếp tục cái phần bài hữu. Khi mà mình đã có cái sự sinh rồi thưa quý vị, có nghĩa bây giờ sư nói về già ha, mình chết ở cái cõi cũ, cái chết có nghĩa là trong cái kiếp quá khứ đúng không? Mình sinh ra ở trong kiếp mới này, thì khi mà mình sinh ra là mình hiện hữu ở trên cái cõi đời, thì nó là một cái tiến trình như vậy. Thì hữu ở đây là gì? Hữu ở đây là phá hóa. Phá hóa gọi là hữu, bắt nguồn từ cái động từ phá hóa tí, có nghĩa là sự trở thành. Phá hóa ở đây, cái chữ hữu ở đây có nghĩa là cái cảnh giới sinh tồn, cái cảnh giới để mà đánh dấu cái sự hiện hữu của mình, cho nên mình gọi là hữu. Giống như nói là mình đang hiện hữu ở cõi dục, mình đang hiện hữu ở đất nước Việt Nam, mình đang hiện hữu ở thành phố Hồ Chí Minh, mình đang hiện hữu ở chùa An Lạc, có nghĩa là mình đang có mặt ở đây, cái đó gọi là hữu. Còn như hữu là có đó, thì ở đây á, cái chữ hữu này á, có nghĩa là có, nhưng mà có ở đây á, mình phân ra làm hai loại. Một là nghiệp hữu. Nghiệp hữu là gì? Nghiệp có nghĩa là gì? Quý vị thường thường mình nghe nói nghiệp, nó tạo ác nghiệp á, nó khẩu nghiệp á, tam nghiệp á. Nghiệp là gì? Nghiệp có những nghiệp có nghĩa là cái hành động, mà hành động tốt hay xấu thì nó cũng gọi là nghiệp. Giống như mình nói nó tạo khẩu nghiệp, nhưng mà mình đang nói trong cái hoàn cảnh cái chữ khẩu nghiệp đó là bất thiện đó, mày tạo khẩu nghiệp nên mốt bà bẻ cổ mày đó, có nghĩa là mày nói dối đi, mày lừa đảo người ta, mày nói xạo đi, mốt bẻ cổ. Hoặc là hồi xưa mình còn nhỏ mà hay nói gì đó, nói mày nói dối mốt một số diêm vương bẻ lưỡi mày, cắt lưỡi mày đó. Rồi có nghĩa là cái khẩu nghiệp đó người ta cứ nghĩ nó là khẩu nghiệp, nhưng mà thật ra khẩu nghiệp có hai loại, nó bất thiện và thiện. Thì cái chữ nghiệp hữu ở đây đó có nghĩa là bao gồm những cái hành động về thân, về khẩu, về ý, mà những cái nghiệp đó gồm thiện và bất thiện. Thì những cái nghiệp nào mà trổ ra quả dẫn chúng sanh đi tái sanh thì cái đó được gọi là nghiệp hữu. Mình tạo ra cái nghiệp,
cái nghiệp đó nó dẫn mình đi tái sanh chỗ này chỗ kia, cõi này cõi kia, thì cái đó gọi là nghiệp hữu. Nhưng mấy vị A-la-hán, các ngài không có tạo ra nghiệp hữu. Tại vì sao? Các ngài không còn tái sanh. Tu Đầu Quần vẫn còn nghiệp hữu tái sanh 7 lần ở cõi dục, Tư Đà Hàm 1 lần, A-na-hàm không còn nữa mà sanh lên cõi ngũ tịnh cư. A-la-hán là không còn ngài, các ngài viên tịch Niết Bàn luôn ngay tại cõi kiếp hiện tại, chứ không còn đi tái sanh nữa. Có nghĩa là không có nghiệp hữu. Rồi sinh hữu là gì? Sinh hữu có nghĩa là cái sự tái sanh ở kiếp sống mới. Đó đó gọi là sinh hữu. Cho nên hữu mình có hai loại nha thưa quý vị. Một là nghiệp hữu, hai là sinh hữu. Nhưng mà ở đây có cái sự phân loại khác. Ở trong bài Kinh Chánh Tri Kiến này á, thì Ngài Xá Lợi Phất, Ngài mở đầu Ngài nói là có ba loại hữu. Ba loại hữu. Thứ nhất gọi là dục hữu, ca má phá quá. Dục là gì? Dục có nghĩa là cái cảnh giới ở trong cái cõi dục này. Cái cõi của chúng ta gọi là cõi dục giới. Dục giới có bao nhiêu cõi? Không phải 31 cõi. 31 cõi là hết luôn. Tam giới 11 cõi, 4 cõi khổ và 6 cõi trời. Và cõi người mình nó lửng lửng. Nhưng mà mình cứ gọi là 4 cõi khổ và 7 cõi vui. Cõi mình có gọi là cõi vui. Vui gì? So với cõi khổ, đúng không? Cho nên vẫn gọi là cõi vui. Nhưng mà nếu mà 6 cõi trời á, gọi là 6 cõi trời dục giới. Thì ở trong cái cõi dục này á, mình cảnh giới này á, cảnh giới của dục giới này á, là cảnh giới còn thọ hưởng 5 gì? 5 trần cảnh là 5 dục á, là cái gì? Sắc, thinh, hương, vị, xúc. Thì chúng ta ở sống trong cái cõi này á, ai cũng muốn là hưởng thụ cái đó. Đi ngang một cái xác chết ai cũng sợ hết trơn á. Đi ngang một cái gì nó hôi thối ai cũng bịt mũi hết trơn á. Nhưng mà thấy người ta cãi lộn đứng nhìn, thấy người ta cãi lộn cái quay ngó mà đi mà còn ngó theo nữa. Có nghĩa là mình luôn tìm kiếm. Nói thiệt, vì tập làm sao đi, tập làm sao mà mình đi ra ngoài đường ai cãi lộn mình đừng có nhìn theo. Cái đó nó cũng là một cái cách trong cái đời sống của mình. Thật sự ra không phải là mình tập để mình vô cảm, nhưng mà mình tập làm sao mình đừng có tò mò những cái chuyện đó. Trời ơi, quý vị biết là đôi khi á, trời ơi, đi trên xe mà ở ngoài kia xe đụng, trời ơi, nhìn vậy nè. Mà xe nó chạy ra mấy mét mà cũng gắng ngồi lại nhìn. Ồ, chuyện gì vậy bác tài, chuyện gì vậy bác tài. Trời ơi, mình tập làm sao mình đừng có dính mắt vô mấy cái đó. Thì ở cái cõi này á, đó, cái cõi của mình gọi là cái cõi dục. Có nghĩa là mình luôn tìm kiếm. Nhưng mà không phải là mình luôn tìm kiếm những cái tốt đâu. Có những cái xấu mà mình vẫn tìm. Giống như ăn, mới biết trời, sư không có biết ăn cay. Mới biết ăn cay á, sư ở bên Thái 7 năm mà ăn đồ ăn cay á, ăn mà ăn không nổi luôn. Ăn đến nỗi mà không biết cái ớt gì mà nó cay mà nó tưng tưng ở đằng sau cái lỗ tai sư luôn á. Rồi ăn, sư nói là đừng có làm cho sư cái cay, mà nói không có cay là không có ngon, có đặc sản của Thái là nó cay. Ăn mà nước mắt, nước mũi nó cứ chảy. Mà nói ngon lắm, không biết ngon cái gì chứ không biết nữa. Nhưng mà sao? Nhiều người người ta thích cái cay đó. Có nhiều người người ta thích, có nghĩa là cơ ăn cơm, một bữa cơm mà không có ớt là người ta không có ăn được. Thì người ta nói, khổ thời biết khổ, mê thời vẫn mê là như vậy đó. Biết nó là khổ đó. Giống như cái lưng này nó ngứa quá. Nó ngứa quá, gãi hoài, đứng dựa tường không đã, lấy một cái cây cà cho này, cho nó chảy, cho nó chảy máu luôn vậy mà nó đã ngứa. Càng ngứa thì càng gãi, mà càng gãi càng ngứa. Cuộc đời mình nó giống vậy luôn á quý vị. Mình biết khổ nhưng mà vẫn chui cái đầu vô. Trời ơi, Việt Nam mình nhiều chuyện. Thấy người ta đánh lộn, người ta chém đồ, người ta cứ đứng nhìn.
lỡ mà nó trúng mình cái nói ngu. Trời, người ta đánh lộn hay là trái nhà mà nó nổ bình ga đột đứng nhìn. Nó thiệt, cái đó mình cứ đi tìm kiếm cái đó làm chi. Nhưng mà mình thích. Cõi dục của mình nó vậy chứ thiên ta đâu cần coi mấy đó làm chi. Đúng không? Thì cái cõi dục của mình gọi là dục hữu, là cảnh giới thọ hưởng đầy đủ năm dục, năm trần cảnh. Thì biết là ở cái cõi sắc á, chư phạm thiên không thọ lãnh hương vị xúc. Có nghĩa là lên sanh lên cõi trời rồi đó là chỉ có cái gì? Có cái gì? Có con mắt để nhìn sắc, có lỗ tai để nghe thôi. Chứ bây giờ uống nước, cái nước atiso này uống cũng giống như uống nước suối vậy đó. Giống như mà cái thời gian mà xưa bị Covid vậy đó. Một nước gì cũng nước là nước lọc thôi, chứ không có mùi vị gì hết trơn. Đó, thì sanh lên cõi trời phạm thiên thì sẽ không có thần kinh tỷ thiệt thân. Các ngài chỉ có mắt và tai để làm gì? Để nghe pháp, để thấy Đức Phật. Cho nên mới biết sanh lên cõi trời vô sắc á. Cõi trời vô sắc á là cõi trời thứ mấy? Mình là dục giới đúng không? Tới cõi trời gì? Sắc giới. Tới cõi trời vô sắc là cõi cao của trong cõi tam giới này đó. Không ai đắc được đậu quả, tu đầu quần được hết. Tại vì sao? Vô sắc, không có cái lỗ tai. Đức Phật ngày thuyết sao nghe? Cho nên sanh lên cõi đó là không có được, không đắc được quả tu đầu quần nha. Tại vì đắc quả tu đầu quần là nhất thiết là phải nghe được chánh pháp. Bây giờ mà mình ngồi thiền, xưa nói ngồi thiền, mình sanh lên cõi đó thì đợi hết cái tuổi thọ cõi đó mình sanh cõi khác thì mình mới có khả năng mình nghe được Phật pháp. Chứ còn sanh lên cõi đó là không có lỗ tai để nghe. Thành ra bây giờ mình còn đang có lỗ tai, quý vị gắng cố gắng mình tranh thủ mình nghe. Đừng có để cái lỗ tai nó trở thành mộc nhĩ. Cái mộc nhĩ không? Mộc nhĩ là lỗ tai cây á. Mộc nhĩ gọi là lỗ tai cây, chứ không phải mộc nhĩ là một cái loại nấm nha. Dạ, cho nên mình tranh thủ. Rồi. Tiếp theo, cái dục thứ hai gọi là sắc. Ý cái hữu thứ hai gọi là sắc hữu. Sắc hữu có nghĩa là cái nghiệp dẫn đi tái sanh, dẫn đi có cái sự hiện hữu ở cái cõi sắc giới. Thì cái nào sanh, cái nào dẫn đi và sanh về cõi sắc giới? Tâm thiền. Tâm thiền, khi mà mình đắc được tâm sơ thiền sắc giới, nhị thiền sắc giới, mình nói là mình đắc được cái tâm thiền sắc giới đó, thì mình sẽ được có cái tâm quả. Thì chính cái tâm quả đó nó sẽ dẫn mình đi tái sanh lên cái cõi sắc giới tương ứng. Giống như mình đắc được sơ thiền thì mình sanh về cõi sơ thiền, mình đắc tâm mà mình đắc được nhị thiền thì mình sẽ sanh về cõi nhị thiền. Cái mà để đưa mình đi đó chính là vô minh và ái. Chúng ta vẫn còn phàm phu, chúng ta vẫn còn phàm phu thì chúng ta vẫn còn cái đó để dính theo. Rồi cái thứ ba là vô sắc hữu, có nghĩa là nghiệp dẫn đi tái sanh ở cõi vô sắc. Nhớ nha, trong chúng ta gọi là tam giới, có nghĩa là dục giới là có dục hữu, sắc giới là có sắc hữu, và vô sắc thì có vô sắc hữu. Đó là ba loại hữu mà ngài Sariputta ngài trình bày. Ở đây mình mới thấy rằng á, do cái vô minh và ái chúng ta vẫn còn tái sinh luân hồi, nên chúng ta đi dẫn dắt, cái nghiệp đó nó dẫn dắt chúng ta đi tái sinh. Còn nếu như chúng ta không còn vô minh, không còn ái nữa thì chúng ta đắc A-la-hán rồi. Cho nên dù nói là tôi tu thiền, tôi sanh về cõi sắc giới, cõi vô sắc, nó làm sao mà có vô minh, có ái trong đó? Làm gì không có. Mình vẫn còn phàm phu. Ngồi thiền được có chút xíu à, ngồi mà nó yên tĩnh, nó thoải mái ra rồi an lạc. Trời, ngồi thiền đã lắm gì ơi. Ngồi thiền thoải mái lắm, yên tĩnh lắm. Cái thích của mình vẫn còn ở trong đó. Chừng nào mà cái tâm của mình nó
cái bông này nó là cái bông bụp, cái bông này bông mắc cỡ, mà mình nhìn bông là bông bình thường, mình thấy cái nước này nó, cái nước này mặc dù mình ghét uống, cái nước này mặc dù mình thích uống, nhưng mà mình vẫn uống, mình vẫn như nhau. Có nghĩa là mình không đem cái tâm tư, tình cảm, cái ái của mình vào trong mỗi cái. Có nghĩa là mình không còn vô minh và ái nữa, thì mình mới thoát ra khỏi cái luân hồi. Còn như chúng ta vẫn còn luân hồi, chúng ta vẫn còn vô minh và ái, thì nó sẽ dẫn chúng ta đi từ cái nghiệp hữu, từ cái sanh hữu, nó dẫn chúng ta đi đến cái gì? Cái sự hiện hữu ở cái cõi đời này. Cho nên cái đó gọi là hữu. Mà do đâu mà có hữu? Do vì mình có cái thủ. Giống như cái này là 500 ngàn. Quý vị có 500 ngàn là do đâu? Do mình đang cầm nó. Giống như bình thường nó đâu phải của mình đâu, mình đâu có đụng tới nó. Nhưng mà bây giờ mình cầm lên, mình nói mình có 500 ngàn thì do mình cầm. Thì cầm cái đó gọi là thủ. Mình chấp giữ, mình chấp vô nó, thì cái đó gọi là thủ. Và tiếp theo cái phần đoạn 95 là thủ ú ba đa ná. Thủ có nghĩa là gì? Thủ có nghĩa là cái sự bám níu, nắm giữ một cách gì? Chắc chắn. Thường á, quý vị thích bông hồng, rồi quý vị thích bông hồng màu hồng, bông hồng màu đỏ. Cái đó là mình thích thôi. Cái đó là mình thích thôi. Bây giờ người ta cho mình bông cúc cũng được, người ta cho mình bông dạng thọ cũng được. Nhưng mà mình đã chấp rồi, nói là ừ, cúng tôi là phải cúng cái bông màu hồng tôi mới chịu, cúng tôi là phải cúng cái bông ly mới chịu. Cái đó gọi là chấp thủ. Hai cái khác nhau. Vì nhớ nha, cái ái á, cái thủ nó cũng là ái, nhưng mà cái ái mà gọi là siêu cấp luôn, gọi là super luôn, super ái luôn á. Ái là cái ái là có nghĩa là chấp thủ bình thường. Ái có nghĩa là mình yêu một cách bình thường thôi. Nhưng chấp thủ là gì? Mình muốn người đó là của mình thôi, không của ai khác. Giống như mình thích bông hồng, nhưng mà bữa nay mình đi chợ không có bông hồng, mình mua bông dạng thọ cũng được. Nhưng có người mà người ta chấp, mới biết chấp đến nỗi mà không, cúng Phật là phải cúng bông này, cúng ở nhà tôi là phải cúng bông ly, không cúng bông khác, không có bông ly là không được. Có nghĩa là họ quan niệm như vậy. Và hôm bữa không biết ở đây quý vị có từng nghe không, có gia đình đó vô cúng Phật mà mua 2 bó bông. Thì họ để bông vô cái bình rồi. Thì sư không biết, sư mới bưng cái bông ly á là đem vô nhà cốt. Thì họ nói bông này không có cúng trong nhà cốt được. Sư hỏi sao không cúng nhà cốt được? Nó bông có mùi thơm, không có cúng trong nhà cốt. Sư cũng không hiểu nữa. Thì có nghĩa là họ chấp vô cái đó luôn á. Cái đó gọi là chấp. Cái đó không phải gọi là thích. Thích là gì? Bông gì cũng được, miễn có bông là được. Như sư đi ra chợ, sư mua bông cúng. Bông 8 tháng 3 bông hồng nó mắc quá, mua bông dạng thọ là nó rẻ. 8 tháng 3 đâu ai cúng bông dạng, tặng bông dạng thọ cho người yêu đúng không? Cho nên là mua bông dạng thọ nó rẻ. Dạ đó. Thì có nghĩa là mình thích, cảm thấy bông gì nó phù hợp mình là mình mua. Còn cái này không, tôi là phải tôi cúng bông ly tôi mới chịu đó. Hoặc là bữa nay tôi đi cúng cốt, tôi không cúng được bông ly, tôi phải cúng bông dạng thọ. Cái đó là do mình chấp vô cái đó. Mà càng chấp nó càng khổ. Thì ở đây nói tóm lại, cái sự chấp thủ là gì? Chấp thủ có nghĩa là một cái cấp độ cao hơn của ái. Ái là mình yêu, mình nắm giữ bình thường thôi. Còn chấp thủ là mình nắm nó một cách chắc chắn luôn. Cái đó gọi là chấp thủ. Thủ có nghĩa là cái sự chấp nê, ôm ấp, không buông bỏ của tham ái hoặc tà kiến ở mức độ trầm trọng. Cái thủ này ở đây là mình sẽ nói về cái tà kiến và ái. Thì khi mà mình thích thú, mình kháng kích chặt chẽ với một cái gì đó gọi là thủ. Giống như mình hiểu sai một cái vấn đề gì đó mà mình cho là đúng, cái đó là chấp thủ về tà kiến. Hoặc là mình ăn cơm
mà mình thích ăn cay phải có ớt mình mới ăn được, không không có ớt là mình bỏ không ăn cơm, có nghĩa là cái đó cũng là một cái chấp. Giống như bình thường bây giờ có ớt thì ăn, không có thì thôi mình cũng ăn cơm, tại vì mình quan trọng là mình ăn cơm mà. Nhưng mà người ta lại thích cái gì đó nó cay cay, cái gì đó nó nồng nồng, nó the the thì người ta mới ăn, thì cái đó gọi là chấp. Thì ở đây á, bốn trạng thái thực tính của thủ là gì? Thứ nhất, trạng thái là chắc cứng, có nghĩa là bám chắc vào trong cái đối tượng, đó gọi là thủ. Cái phận sự của thủ là gì? Khi mà mình đã nắm rồi làm không bao giờ mình buông ra, cái đó gọi là chấp thủ. Cái đó gọi là chấp thủ. Cái thành tựu là gì? Làm cho ái và tà kiến trở nên cường mạnh. Lúc nào mà mình có thủ thì mình chấp vào ái, mình chấp vào tà kiến đó, thì cái đó nó càng lúc nó càng tăng trưởng. Nếu như mà mình không diệt được thì coi như là mình thua, mình cứ đi theo nó. Thì một lát sư sẽ nói về cái đó. Rồi cái nhân cần thiết để có thủ là gì? Có cái ái. Cái ái nó là cái nền tảng, cái căn bản để nó sanh khởi lên cái thủ. Ái là cái cấp độ 1. Nhưng mà khi mà để có được cái thủ thì cái ái nó phải lên một tới cái mức độ cao, một cái mức độ mà người ta gọi cái level nó cao hơn nữa. Dạ, thì cái đó mới gọi là thủ. Thì thủ ở đây á là gồm có 4 loại: dục thủ, kiến thủ, giới cấm thủ và ngã luận thủ. Thì dục thủ là gì thưa quý vị? Dục như hồi nãy sư nói là 6 trần cảnh. Người ta nói ngũ dục, nhưng mà ở đây mình gọi là 6 trần cảnh, là mình có thêm một cái nữa là gì? Sắc, thinh, hương, vị, xúc và pháp. Thì khi mà mình chấp thủ vào sắc là gì? Chấp thủ vào sắc là gì? Chấp thủ vào các cảnh dục á, 6 trần dục á, thì có 6 loại đúng không? Thì chấp thủ vào sắc gọi là gì? Có nghĩa là mình say mê, mình say đắm, mình đắm nhiễm vào gì? Vào sắc tướng. Giống như chúng ta mỗi người đều có một cái gu. Giống như tôi thích cái tướng nó cao cao, tôi thích cái tướng nó mập mập, tôi thích người 2 mí, tôi thích người 1 mí. Có nghĩa là mình thích, mình chấp vào trong đó. Mình thích màu này, mình thích màu nọ, mình chấp vào trong đó. Giống như có người thích màu đỏ, có người thích màu đen cho nó sang, có người thích màu vàng cho nó chói chang, nồng cháy, đồ này nọ, đủ thứ hết trơn á. Còn khi mặc Ikasa rồi thì cái màu đó mày thèm hết trơn á. Đó, có nghĩa là mình chấp vào sắc tướng, màu sắc, hình sắc, hình thái, cái đó gọi là chấp vào sắc. Rồi chấp vào âm thanh. Âm thanh là có người thì thích nghe Hương Lan hát, có người thì thích nghe Bạch Tuyết hát, có người thích nghe Phượng Hằng hát, còn có người thì thích nhạc trẻ. Có nghĩa là họ có người thích những cái loại âm thanh khác nhau. Có người thì thích nằm gần ngoài đường nghe tiếng xe chạy qua chờ lầm ầm, còn có người thì thích nghe tiếng chim hót một buổi sáng. Đó, có nghĩa là mình cứ mỗi một người chúng ta đều có một cái say đắm, một cái đắm nhiễm về cái âm thanh khác nhau. Cái đó gọi là thinh dục thủ, có nghĩa là mình đắm say, say đắm, đắm nhiễm vào trong cái âm thanh. Cái thứ ba gọi là hương, mình say đắm vào trong cái mùi vị. Giống như hồi nãy sư nói, có người á, giống như người miền Nam mình á, thì nấu cái gì á, là mình cũng có đường trong đó, ngọt ngọt trong đó. Còn ở ngoài Bắc, người Bắc người ta vô đây á, người ta nói cho người trong đây ăn cái gì nó cũng ngọt. Còn mình đi ra ngoài đó mình ăn, nấu cái gì nó cũng nhạt nhẽo hết trơn. Rồi mình ra miền Trung, cho cái gì nó cũng mặn. Ăn bánh hỏi, ở miền mình á, cái nước mắm á, là người ta có pha chanh, tỏi, ớt. Còn ra miền Trung ăn bánh hỏi mà chấm với nước mắm mặn. Trời ơi, sư chấm một cái là coi như ăn nguyên dĩa luôn, nó mặn chát à. Nhưng mà người ta ăn mặn người ta quen. Hoặc là giống như quý vị qua bên Thái,
người ta ăn cái gì cũng cay. Có một cái tô hủ tiếu như vậy nè, mà người ta múc một muỗng ớt bỏ vô, rồi người ta múc một muỗng đường người ta bỏ vô. Ngộ lắm, bên Thái người ta ăn hủ tiếu người ta bỏ đường. Của mình á, là ăn hủ tiếu mình bỏ ớt cũng có đúng không? Nhưng mà mình vắt chanh. Còn của họ ăn cơm chiên thì họ vắt chanh, nhưng mà ăn hủ tiếu thì họ bỏ đường. Nó cái vị của mỗi người một khác đó. Thành ra mỗi người đều có một cái chấp như vậy. Vì thật ra trên thế gian này á, mình không có cái gì gọi là cái tiêu chuẩn hết trơn á. Cái tiêu chuẩn của cái thế gian của năm 80, cái năm 90, năm 2000, năm 2002, năm 2001 đến năm này nọ, mỗi một cái thời kỳ nó có một cái tiêu chuẩn khác nhau. Giống như hồi xưa ông bà mình á, nhuộm răng đen á, thì nó đẹp. Còn bây giờ răng đen của mình cái không ai lại gần, đúng không? Hồi xưa sư nhớ cái thời mà sư chưa đi tu á, cái quần ống loe, cái quần mà cái ống nó to to, nó là màu đen. Còn bây giờ người ta bận cái quần bó sát cái chân vô vậy đó, nó là đẹp. Nó vậy đó. Hồi xưa cái trời tóc đen, tóc mà bạc á, phải nhuộm cho nó đen lại, sợ người ta thấy mình bạc. Còn bây giờ tóc người ta đen, người ta cứ nhuộm bạc, người ta nhuộm nâu, người ta nhuộm đủ thứ màu hết trơn á. Nghĩa là cái xu hướng cái mình chắc vô cái đó. Rồi cái vị cũng vậy. Cái mùi, cái vị giống như có một số ngữ vị vô quán cà phê là kêu cà phê không đường. Hoặc là ăn cái gì nó phải cay, ăn cái gì đó nó phải ngọt á, như trời đi uống cà phê mà xin thêm đường, xin thêm sữa. Hoặc là đi ăn cái gì đó phải cho thêm miếng đường vô. Nói chung là mỗi một người có một cái gu ăn uống, do mình cũng chấp vô cái đó. Mà mình chấp vô cái đó là mình càng khổ, mình càng chấp nó càng khổ. Mình phải biết rằng, thưa quý vị, quý vị, mình sống là để ăn hay mình ăn để sống, hai cái đó nó làm sao khác nhau nha. Bây giờ mình chọn cái nào, ăn là để sống hay sống để ăn? Đôi khi mình cứ nghĩ ủa mà không ăn sao mình sống, nhưng mà bây giờ mình sanh ra mình sống là để ăn, vậy là mình làm gì đó. Rồi xúc thủ cũng vậy, có nghĩa là mình bám chấp vào trong cái sự êm ái, giống như gờ cái miếng này nó nhám nhám quá, đau tai, giặt đồ, phơi nắng, không có xài cơm pho, nước xả, bận vô, rách da em không chịu. Hoặc bận cái vải này không tốt, không chịu. Trời, quý vị biết, cái thời xưa mà mấy ngày mà đi lụm vải mà ở trong nghĩa địa, ở trong tha ma mộ địa, người ta làm gì có cái vải mà xịn như mình. Rồi vải hồi xưa là mai tai nữa, coi như là lớp này lớp kia nó đâu có được, mà mình vắt sổ đâu có được, mình mai những cái đường chỉ đồ này nó mỏng đâu, cũng phải bận. Cho nên mới biết là khi mà mình chấp vào trong các dục thủ đó, mình nhiễm đắm, mình không buông bỏ được đó, thì mình cứ đắm say vào trong đó, thì mình giống như mình lạc lối vào trong đó vậy đó. Thì quý biết rằng do mình có cái dục thủ này nè, mình mới đi tái sanh ở các cõi. Có giống như là bây giờ quý vị say đắm vào trong cái dục thủ, dục lạc, các dục lạc của thế gian như là sắc, thinh, hương, vị, xúc, pháp để sư nói nãy giờ đó. Rồi làm gì? Hồi nãy sư nói chưa có nói pháp thủ. Có pháp thủ có nghĩa là gì? Mình nhiễm đắm, mình không buông bỏ vào những cái pháp khả ái khả lạc. Quý vị ngồi thiền mà mình cảm thấy mình an lạc, mình cứ bám chấp vào trong đó, mình không buông ra được thì mình không thể nào mình tiến triển được đến một cái thiền cao hơn. Giống như quý vị vô ngồi học trong cái lớp này nè, cái ngày ban đầu vì ngồi trong cái chỗ nào á, là mình như cái chị này ngồi ngay chỗ này, là hồi tuần rồi sư cũng thấy ngồi chỗ này, nay mốt sư cũng thấy ngồi ngay cái cổ này, cái chú đó ngồi trong cái hàng thứ 5 đó, rồi nay mốt cũng ngồi trong cái hàng thứ 5, vô là cứ đè cái hàng thứ 5 đó mà ngồi. Có người cứ vô chùa là cứ đè cái góc cuối ngồi, có người vô cứ ngồi vô cái góc ngồi. Mình đi tu, mình đi chùa riết, mình thích dựa dẫm.
không thích ngồi ở đây, ngồi ở đây sợ hỏi bài hay sao á. Đó, có nghĩa là thật sự sư cũng vậy, có nghĩa là mình cái chỗ nào mình ngồi là mình đi vô chùa, vô lớp học là cứ ngồi chỗ đó hoài, thì cái nó quen quý vị. Giống như thì khi mà mình ngồi thiền cũng vậy, mình ngồi thiền mình có được những cái pháp an lạc, những cái pháp khả hỷ khả ái đó, mình chấp vào trong đó thì cái đó gọi là pháp thủ. Thì khi mà mình say đắm vào trong những cái dục lạc, mình hưởng thụ sáu trần cảnh như vậy đó, có những chúng sanh để có được cái đồ ăn ngon, để có được cái mặt đẹp, thì họ tạo ác nghiệp. Do họ tạo ác nghiệp để họ chấp vào những cái đó, để có được những cái đó, thì họ sanh vào những cái cảnh giới đau khổ. Cảnh giới đau khổ thuộc về cái hữu gì? Có ba cái hữu: dục hữu, vô sắc hữu. Vô sắc hữu thì sanh vào cái cõi cảnh giới đau khổ thì gọi là gì? Dục hữu. Sao mình hồi nãy kể nói ủa dục hữu, sắc hữu, vô sắc hữu, vậy đâu có cái chỗ nào gọi là đau khổ đâu, đúng không? Cõi dục mình là nó có đau khổ và có hạnh phúc luôn. Rồi có nhiều người, người ta muốn hưởng dục lạc là gì? Người ta nghe mấy sư nói là ở trên cõi trời á, là sung sướng lắm, không có cần làm gì hết trơn, nó sung sướng hưởng lạc là họ thích. Nên họ bố thí, họ trì giới để gì? Muốn được sanh cõi trời. Quý vị nhớ cái câu chuyện ngày Nanda không? Đức Phật ngày nói ráng tu đi, nay mốt có những người vợ đẹp giống vậy đó, ráng tu để có vợ. Nhưng mà đắc A-la-hán xong hết muốn vợ luôn. Đó, có nghĩa là, nhưng mà ngày hơn là ngày đắc A-la-hán nha, chứ bây giờ chắc không có, rất bây giờ chắc khó. Có nghĩa là gì? Mình thấy mình muốn được những cái đó, mình ráng mình tu à, mình ráng mình làm phước đi, để nay mốt mình có nhà cao cửa rộng, mình ráng mình tu đi, mốt mình sanh về cõi trời. Cho chính vì cái đó, mình chấp vào cái đó, mình ráng mình tu tập, mình ráng mình tạo phước, cho nên mình sanh về những cái cõi dục hữu, sắc hữu, vô sắc hữu. Thì cái đó cũng do cái thủ của mình mà ra. Cho nên cái đó gọi là có, do vì có tập khởi của hữu mà có tập khởi của thủ. Rồi kế tiếp cái thủ thứ hai, cái thủ thứ hai là kiến thủ. Kiến thủ là gì? Kiến thủ là cái sự chấp thủ vào một cái tà kiến sai lệch, không đúng đắn, một cái quan niệm không đúng đắn, gọi là kiến thủ. Mà tà kiến có hai loại vị. Một là đoạn kiến, hai là thường kiến. Đoạn là gì? Mình nói cho dễ hiểu, chấp vào cái gì không có gọi là đoạn kiến. Giống như mình nói chết là hết, tức là mình cứ nghĩ rằng là sau đời sống này không còn gì nữa. Ủa vậy thôi mình ráng, bây giờ mình sống cho đã vô, mình tu tập cho đã vô, nay mốt mình cũng chết. Mọi người ở đây ai cũng chết, vậy mình tu làm gì? Hồi đó có đứa bạn vô thăm sư, lúc sư mới đi tu á, nói ủa ai cũng chết vậy mày đi tu làm gì? Sao mày không ăn cho đã đi, ở nhà có gia đình cho đã đi, đi tu làm chi? Cái người mà có quan niệm như vậy gọi là đoạn kiến. Có nghĩa là gì? Sau khi chết là hết tất cả, không còn gì hết. Họ không sinh có, họ không tin là có tái sanh cõi này cõi kia. Cái người đó mới là mầm móng của tai họa. Tại vì sao? Họ không nghĩ, họ không bao giờ họ nghĩ là có tái sanh, họ không nghĩ là có nhân quả. Cho nên họ sẽ làm gì? Họ sẽ làm nhiều cái việc ác, đúng không? Họ nói sau này chết rồi đâu cần, đâu có gì đâu mà khổ nữa. Cho nên họ sẽ gì? Sát sanh, trộm cắp, lừa đảo, đồ đủ thứ hết. Tại họ nghĩ là chết là hết rồi. Nhưng đối với mình, chết mình hết cõi, hết cái kiếp này, nhưng mà mình phải chịu khổ ở kiếp khác. Thì cái mà mình chấp vào cái sự không có gọi là đoạn kiến. Còn cái mà mình chấp vào có gọi là thường kiến. Chấp vào thường có là cái gì? Có một vị sáng tạo tạo ra cho mình cái này, tạo ra cho mình cái kia. Có nghĩa là cái phước mà mình được hưởng là do người này tạo, do người kia tạo. Có nghĩa là mình có một cái thuyết định mệnh, mình có một vị sáng tạo chủ, một vị thượng đế. Thì cái đó gọi là thường kiến. Có người á, người ta cho rằng chết là hết á, người ta lăn xả vào, người ta hưởng thụ, người ta tạo việc ác cho nên bị sanh vào nhà khổ cảnh. Còn có người á, cho rằng chết là sanh trở lại làm người, cho nên người ta sợ tội lỗi, người ta biết sợ
kiếp sau có tái sanh, cho nên họ cố gắng họ làm để họ không vào sanh cõi khổ nữa, và họ nên họ được sanh về nhàn cảnh. Còn có những người họ cứ nghĩ là có một cái cõi thường lạc bất biến, thì họ làm phước thiện, họ cố gắng họ làm phước thiện, thì do làm cái phước thiện đó họ được sanh về cõi đó. Cho nên giữa đoạn kiến và thường kiến á, thì cái đoạn kiến nó nặng hơn. Thường kiến là mình vẫn tin vào nhân quả, nhưng mà nó vẫn là tà kiến. Còn cái đoạn kiến là mình không tin gì hết, không tin có cha, không tin có mẹ. Hai ông bà sanh tôi ra là do hai ông bà ăn chơi, hai ông bà phải có tôi, hai ông bà phải nuôi tôi, rồi bây giờ tôi sống như vậy hai ông bà phải chịu trách nhiệm, rồi tôi chết đi thì không ai lo gì hết, tôi không cần phải lo nhân quả nghiệp báo của tôi. Cái người đó đoạn kiến là cái tội nó sẽ nặng hơn là thường kiến. Đó là mình chấp vào tà kiến sai lệch. Cái thứ ba gọi là giới cấm thủ. Cái này mình dễ bị lắm nè. Giới cấm thủ là nắm giữ theo những nghi thức cúng tế lễ bái. Giới cấm thủ, những cái giới cấm, những cái nghi lễ mình chấp vào đó và mình cho đó là cái con đường tu tập để giải thoát. Cái đó nó là một cái sự khổ. Ở đây bây giờ không còn, không biết bây giờ còn không, chứ hồi xưa bị ở bên Ấn Độ á, người ta có gọi là ngu hành giả và cẩu hành giả. Ở bên Trung Quốc thì có tôm hành giả là Tây Du Ký, nhưng mà ở bên Ấn Độ người ta có cẩu hành giả và ngu hành giả. Là gì? Là những hạng người, người ta sống theo cái hạnh con chó, hạnh con bò. Làm người không chịu làm, cứ sống theo con chó nó đi bốn chân, ổng cũng đi bốn chân. Con chó nó đái ỉa làm sao, ổng cũng y chang như vậy. Ăn ổng cũng đưa cái đầu xuống ăn giống như con chó. Có nghĩa là con chó làm sao thì ổng làm như vậy, con trâu bò người làm sao thì ổng cứ làm như vậy. Cho nên người ông ta gọi là ngu hành giả và cẩu hành giả. Và ông ta nghĩ rằng cái đó là một cái pháp tu. Cuối cùng ta lại hỏi Đức Phật, Đức Phật ngài giải thích. Ông ta đau khổ, tại vì ông ta biết được cái cảnh giới của ông ta, nếu mà chết ông ta sẽ sanh về cái cõi gì. Thì mình cũng vậy. Khi mà mình có giới cấm thủ, mình tin vào một cái tha lực, mình tin vào một cái đấng tối cao ban thưởng trị tội, rồi mình tin vào những cái nghi thức lễ bái cúng kiến như tế thần lửa nè, rồi tế vật nè, thì cái đó là cái gì? Do mình không tin nhân quả nghiệp báo. Mà không tin nhân quả nghiệp báo đó là cái tà kiến. Cái giới cấm thủ vậy, nó nặng lắm. Tại vì sao? Mình chấp vào những cái cách tu sai lạc và mình cho nó làm cái con đường đưa đến cái sự giải thoát. Có nhiều người á, Phật tử mình á, có nhiều người người ta học không có kỹ, cũng mang tiếng là Phật tử, cũng mang tiếng học biết cái này biết cái kia, nhưng mà sư sợ lắm. Thà vì không biết gì hết, dạy nó dễ. Còn mà mấy vị biết mà kiểu mà gọi là ba mớ á, trời nó khổ lắm. Ủa con có học cái này, con có học cái này, con biết. Biết cái gì mà biết? Biết điều cũng biết. Trời cái gì cũng biết hết trơn, biết điều cũng biết. Dạy con biết, con nghe hồi xưa cái này con có nghe, xong rồi quên. Rồi chấp vô. Trời ơi Phật tử gì mà tối ngày cứ ngồi suy nghĩ phải cúng thất như vậy, rồi phải làm lễ như vậy. Hôm bữa có cái cô đó, nhà cô mất, mới 3 giờ sáng cô điện thoại tới, điện thoại lui, điện thoại. Rồi trước khi mà cái gia đình nó mất á, thì nói nhờ sư giúp đỡ hướng dẫn gia đình tang lễ. Sư cũng ok, sư cũng hướng dẫn. Mà 3 giờ sáng điện thoại nói chồng con mất rồi, bây giờ nhờ sư giúp đỡ, nhờ sư hướng dẫn. Sư hỏi mất rồi bây giờ mấy giờ mất? Mất 1-2-3 giờ gì đó. Rồi cái sư nói vậy thôi, mấy giờ liệm đó, thì sư nói để mà mình chuẩn bị. Thì khi mà mình chuẩn bị liệm, mình phải căn cứ vô cái giờ độ ngọ của mấy sư. Mà cổ nói không được sư ơi, người ta nói là phải để 12 tiếng không được đụng vô. Trời sư nói không được đụng vô để hoài vậy đó hả trời. Rồi bây giờ mấy sư làm sao? Kêu mấy sư hướng dẫn. Mấy sư hướng dẫn thì nói không được. Cái nói thôi 8 tiếng được không sư, không được đụng vô. Người ta nói vậy đó. Nói ai nói? Thì người ta bà con nói vậy đó.
Trời, sư nói ở chùa sư hồi xưa sư ông chết rồi cũng thay y rồi cũng đụng vô có sao đâu, không chịu, không được, khổ vậy đó. Rồi cuối cùng sư nói thôi để sư trụ trì giải quyết. Có nghĩa là mình cứ chấp vô, mà người Việt Nam mình cứ vậy đó, làm gì làm mấy cái nghi lễ, nhất là nghi lễ đám tang là hay chấp nhất. Hồi đó nhà sư có người mất, người ta bà con lại hỏi sao không cúng cơm. Cúng cơm có nghĩa là phải có cái cơm úp nè, rồi có hai cái hộp vịt nè, rồi hai cái đũa nè, đủ thứ hết trơn á phải có. Mà sư thì sư không cho cúng, mà cái sư mới nói bây giờ á muốn cúng thì mua về cúng nha, nhưng phải làm sao mà cái chén cơm đó cúng xong một tiếng đồng hồ, chén cơm đó nó phải hết cơm sư mới cho cúng, còn không á là bắt ăn. Cái cơm đó không, người ta cúng xong người ta bỏ ra đâu có ăn đúng không? Không ai dám ăn, không ai dám cúng luôn, sợ bị ăn cái cơm đó. Nhất vậy đó, mình cứ chấp vào những cái đó. À, Tết là không được như vậy, đám tang là không được như thế kia, đám cưới là không được cái này cái nọ. Trời, sư nói nếu như quý vị chắc sư không tu được đâu, mới có mùng 1, mùng 2 Tết sư cũng đi đám tang rồi. Ở trong chùa đám tang bất chấp, đám tang cũng mời, đám cưới cũng mời, sinh nhật cũng mời, đám gì cũng mời hết trơn á. Có nghĩa là mình đừng chấp vào, mình càng chấp là mình càng đau khổ. Người ta đi lên tới, người ta đi cái chiếc xuồng qua bờ, người ta tới bờ rồi thì người ta bỏ cái chiếc xuồng, chiếc tàu đó đi, tự nhiên khùng khùng đi điên giác chiếc tàu nó lên đầu rồi đi lên bờ. Không có ai như mình hết trơn á. Mình nói là mình đi chùa, mình học, mình tu cho dữ vô. Trời ơi, nói ra phải làm lễ thất 49 ngày, phải đúng ngày nha. Nói bây giờ lễ bữa đó không được, không được, phải đúng ngày mới chịu. Rồi ôi cãi cái chuyện mà cái gì mừng tuần tính đủ, ngày chết tính nhuần gì đó, chết tính nhuần, mừng tuần tính đủ, rồi cái gì đủ thứ hết trơn á. Rồi tính thất á là phải tính ngày sống, chứ mà tính được ngày chết mới là trước một ngày rồi sau một ngày. Ôi sư nói muốn làm gì làm, muốn cúng ngày nào cúng đi. Có nghĩa là mình chấp vô cái đó mình khổ. Mà cổ nói trời con rối lắm sư, con suy nghĩ hoài không được, thôi sư hướng dẫn con đi. Hướng dẫn thì bàn cái này bàn cái kia, mệt, mệt lắm vậy đó. Cái giới cấm thủ nó là cái khổ nhất, mà mình cứ dính vô cái đó là mình càng càng khổ, không thoát được. Cho nên khi mà mình có cái giới cấm thủ, mình chấp vào trong đó, nó là cái tập khởi của cái hữu. Chấp vào một cái cảnh giới nào mình tu được cái giới đó, đôi khi biết là chị ăn chay được tháng được mấy ngày, tôi ăn được 2 ngày, 4 ngày, trời vậy thua, tôi ăn 6 ngày, tôi ăn 8 ngày, năm tôi ăn nửa năm, một năm 12 tháng tôi ăn 6 tháng, tu riết mà tối ngày cứ ngồi so sánh tu ăn chay được bao nhiêu. Giống như mình đi nhậu, mình so sánh mình nhậu được bao nhiêu két vậy đó. Mình cứ chấp vào trong cái đó, mình khen mình chê người, rồi mình tạo ác nghiệp, rồi mình sanh về khổ cảnh. Thì cái đó là gì? Cái đó là do mình chấp. Trời nói tu là phải ăn vậy, tu là phải ăn chay, tu là không được ăn thịt cá, tu vậy là không có tốt. Chấp vô cái đó, chấp vô cái đó rồi làm cái gì? Đức Phật ngài dạy bát chánh đạo, ngài dạy về cái con đường tu tập, chứ ngài không phải là nhà dinh dưỡng. Ngài kêu mình ăn cái món này, ăn kia món kia, không có. Có những cái ngài không cho mình ăn, tại vì nó như thế nào? Có những cái món ăn vô thì các vị không thể sống được. Giống như ăn những cái thịt con rắn, con chó, đồ này nọ, thì nó có cái mùi, thì các vị tu ở trong rừng sẽ bị mấy con rắn, những con hổ nó sẽ tấn công, cho nên không ăn. Chứ không phải là ngài nói là phải ăn cái này, ăn cái kia. Ngài không phải là nhà dinh dưỡng học, đúng không? Cho nên Đức Phật ngài là cái bậc giác ngộ, là ngài hướng dẫn cái con đường tu tập. Còn mình bây giờ mình tu không nhiêu chân, mà tối ngày cứ bàn ăn chay được nhiêu, mình tu giữ bao nhiêu giới, bắt quan một tháng được bao nhiêu ngày, rất đủ thứ có nhiêu đó. Mình chấp vào cái này cái kia và ai khổ? Lúc nào mình cứ nói do sự phước báo mà chúng con đã trong sạch đàm đây, hãy làm mối duyên lành để dứt khỏi những điều ô nhiễm. Mà tối ngày cứ đem cái chiếc thuyền đội lên đầu, đem cái cục đá cột vô cổ, làm sao mà giác ngộ? Mình càng chấp vô có nghĩa là
cái này cũng cầm, cái này cũng cầm, cái này cũng cầm, hết tay cầm rồi đó, mà bây giờ có gì nhét nhét cái này cũng nhét được nữa. Mình càng cầm mình sao mình giải thoát được. Họ bỏ xuống đi về đó. Mình càng buông thì mình mới càng mau giải thoát. Mình chắc là mình khổ, nhất là cái giới cấm thủ. Tiếp theo là cái ngã luận thủ, là chấp thủ vào một cái bản ngã trong cái tập hợp ngũ uẩn này. Thì có hai loại. Một á, là mình chấp vào một cái cực ngã, có nghĩa là mình chấp vào à có một vị thượng đế, một vị thần linh, một vị sáng tạo chủ ban phước trị tội. Thứ hai là chấp thủ vào cái mạng ngã của mình, là cho mình ai cũng có một cái bản ngã, và bản ngã đó nó làm chủ mọi sinh hoạt. Giống như có nhiều người á, họ chấp trời mấy cái cây cối này nó khô, nó chết rồi, tội nghiệp nó quá. Họ cứ nghĩ là cây cối rồi sỏi đá cũng có linh hồn nữa, chấp vào như vậy luôn á. Mà có không? Làm gì mà có, làm gì có tâm thức? Không có. Cho nên cái ngã luận thủ này á, nó ngã luận thủ này là tập khởi của hữu, là gì? Chấp rằng sau khi chết tự ngã hoại diệt hoặc là thường tồn, thì nó ảnh hưởng theo cái tà kiến, đoạn kiến và thường kiến, thì họ sẽ tạo ác. Tạo ác thì sanh về khổ cảnh. Còn họ muốn mình có cái ngã trong mình, mình muốn được sự an lạc, mình muốn hưởng được cõi này cõi kia để cho nó vui, đi du hành, đi du lịch cõi này cõi kia cho nó vui, mình cố gắng mình tạo phước thì mình được sanh về nhàn cảnh. Đó, thì nói tóm lại á, cái thủ là cái chấp ở cái tình trạng gọi là cái ái, nó một cái trạng thái trầm trọng của cái ái. Cái ái mình yêu nó là bình thường, nhưng mà mình chấp thủ vào trong đó thì nó là một cái trầm trọng sâu sắc hơn. Thì ngày hôm nay sư gửi cho quý vị là về hữu và thủ. Đó, thì chết rồi nè, rồi mình sanh ra rồi nè, rồi mình có mặt rồi nè, giờ mình nắm rồi đó. Ráng đi để năm tới tuần sau coi ai dạy rồi tới cái gì. Đó, nắm được buông hay không là do quý vị thôi. Sư dạy tới quý vị nắm thôi đó. À, thì thưa quý vị, cái bài giảng của sư về hôm nay kết thúc. Thì quý vị có gì thắc mắc về cái bài giảng thì mình có thể hỏi. Cái vòng tròn mà duyên khởi á, thì nó cứ theo cái vòng tròn vậy nè, sanh và chết rồi thủ hữu đồ này nọ. Mình cố gắng mình học làm sao mình hiểu rõ, chứ không phải là mình học là để mình tụng niệm. Mình cứ tụng niệm ở vô minh duyên hành, hành duyên sắc, sắc duyên nhân sắc đó, mình cứ thuộc lòng. Nhưng đôi khi mình không hiểu rõ được già là gì, chết là gì, sanh là gì, thủ là gì, hữu là gì, mình không biết. Mình cứ nghĩ là thủ nó là cái gì? Cái đó là ái và tà kiến. Mà mình có ái và tà kiến thì làm sao mà mình giải thoát được? Cho nên trong cái vòng đó, cái vòng tròn của duyên khởi đó, mình chấm dứt được cái nào thì mình cắt đứt được cái vòng tròn đó, thì nó sẽ là cái con đường giải thoát. Dạ, quý vị, nếu như mà mình không có gì nữa thì mình sẽ hồi hướng nghỉ. Nguyện cầu Tam Bảo từ hằng độ, nguyện thoát ba tai nước lửa bình, nguyện thải chúng sanh khỏi oan kết, nguyện cho nhân loại ráng tu hành, nguyện gìn tam học giới định tuệ, nguyện đoạn tham sân si độc sanh, nguyện giải cân nhân sanh tử khổ, nguyện diệt tâm tham hao lợi danh, nguyện tu tinh tấn không giải đại, sao đạo quả sớm viên thành, y đăng mê buôn nhân niết bàn a sa ba cha yo hô tu, y mang nô buôn nhã pha gan sa ba sa ta năng đề ma, phước lành tôi đã tạo,
hay là duyên đến niết bàn. Phước lành của chúng tôi đây xin chia đều đến tất cả chúng sanh. Sa thú, sa thú, sa thú.